với anh chị và các bạn nữa quay trở lại kênh của em nhé. Hôm nay em chia sẻ một món ăn mới, đó là món rau cải xoang xào bơ tỏi cả nhà. Nguyên liệu của chúng ta gồm có rau cải xoang này, một củ tỏi và bơ. Mình trước tiên thì mình trần qua cái rau cải xoang đi nhé cả nhà, trần cho nó chín qua đi. Trong khi mình chờ trần rau chín thì mình sẽ đi tập củ tỏi, tí nữa mình sẽ phi thơm nhé cả nhà, đảo đều lên để cho nó rau nó còn xanh cả nhà. Chỉ cần đun một lúc là nó chín rồi. Vớt sau ra để cho nó ráo bớt nước nhé cả nhà. Sau đó chúng ta sẽ phi thơm bơ và tỏi. Bây giờ chúng ta cho thêm một ít bơ vào trước nha, cho tan bơ và chúng ta sẽ tiếp tục cho cái tỏi vừa nãy mình băm rồi ấy, mình cứ cho vào và phi thơm luôn nhé. Hiện này cái mùi nó rất là thơm này, vừa mùi của bơ và mùi của tỏi, nó mùi rất là thơm này. Sau đó thì chúng ta cũng cho rau vào và đảo đều. Chúng ta cho rau vào và cho những thêm một ít gia vị vào, hạt nêm hoặc là bột ngọt với lại một chút muối thôi cả nhà. Và chúng ta đảo đều tay nhanh tay lên một chút xíu là được. Xào như vậy nó rất là ngon này, rau nó cũng không bị nát. Mình trần rau nó chín qua rồi, mình bây giờ mình chỉ đảo sơ nhanh tay với lại bơ và tỏi thôi nhé cả nhà. Và đây là cái thành quả của mình sau khi mình đã xào nhé cả nhà ơi. Nhìn cái đĩa rau rất là ngon đó cả nhà, rất là ngon và hấp dẫn. Này một đĩa rau xào nó cũng không đáng là bao nhiêu tiền đâu, rất là ngon, rất là bổ và rẻ. Bây giờ em mời cả nhà ăn cùng em nhé. Cắm rau rất là xanh, xào xong nó rất là xanh này, và có cái mùi rất là thơm nữa cả nhà. Em mời cả nhà nha. Rất là ngon cả nhà, thơm á, thơm và ngon. Các bạn cứ mua một mớ rau về và thử làm theo cái cách của mình làm xem là có ngon không nhé cả nhà. Bây giờ thì mình xin được kết thúc video của mình tại đây nha.
cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn theo dõi. Quý anh chị và các bạn nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt quý anh chị và các bạn. Bye bye.